chiếc đôi giày và bông tai của em nó rất là nổi bật. Mặc dù cái túi chị không thích một chút nào, nhưng chị vẫn chọn Trúc Anh. Cảm ơn chị Tùy. Em đã có cái dây này rất là dài, xong cái cổ như này, xong cái phần tay nó dài rồi. Dạ. Nếu mà một đôi giày nó quá, nó sẽ bị rườm rà. Ủa chứ bữa tập 1 là bà bận áo phép lông, chứ bà bận là... Mà vậy bố? Cũng rườm rà y chang vậy. Sao đàn ông thích phụ nữ hở vai? Bởi vì là lúc nào mà đàn ông mà hôn á là rất là thích hôn lên cổ đúng không anh? Sai đề rồi chị ba. Khi mà đã là một trong những huấn luyện viên cầm trịch thì mình phải có được cái quyền lực cũng như khẳng định được cái lập trường của mình. Em do quá chị nóng nực mệt mỏi quá nè. Em không giải quyết được gì xuống thì giải quyết bây giờ đó. Các em đã có một cái phần thi mà chị khá là thích. Chị tiếc nuối rằng là ước gì tụi em có thể tự tin hơn một chút nữa. Bởi vì khi tụi em ráp đồng đội nó có hơi một chút lủng củng. Thấy rất là rõ trong ánh mắt của bạn đó có một cái sự rất là lo sợ và thiếu tập trung. Tự tin. Là mặt trời thì cứ việc chói chang. Có thể những cái bước đi của các bạn không uyển chuyển như là một siêu mẫu chuyên nghiệp, nhưng ở đó Minh Tú thấy được những cái thần thái cũng như là những cái ý tưởng của bộ sưu tập mà nhà thiết kế mang đến, rất là hài lòng cũng như là cảm thấy rất là tự hào về cái phần thi đồng đội của đội Minh Tú ngày hôm nay. Minh Tú tưởng tượng giống như là một người đàn ông đang đi vậy đó. Tự tin là đúng, nhưng ở Quỳnh Như sự tự tin đó nó quá nhiều, hơi quá lố. Không nhận. Chúc mừng tụi em đã hoàn thành cái phần thi của mình. Nói về phần kết quả thì tụi em khá là tự tin và rất là duyên dáng. Nhưng có một cái ở phần posing đôi lúc nó bị loạn choạng giữa những cái bố cục đồng đội với nhau. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là khi mà các em posing ở đây nè, nó vẫn còn quá nhanh. Em posing, các em rất là có nhiều ý tưởng để mà posing đổi dáng. Nhưng em nên nhớ một câu, quan trọng chất lượng hơn số lượng. Em hiểu không? Ví dụ như em vừa đổi, bạn kia vừa để vai lên, chưa kịp thì em đã đổi. Khi mà em đẹp nhưng mà những người còn lại không đẹp thì cũng fail. Không, chúng ta yếu về phần catwalk, đúng. Nhưng về cái phần photoshoot thì tụi em làm rất tốt. Tại vì tụi em biết lắng nghe những cái gì mà chị chia sẻ. Catwalk thì nói thật mà nói, mình phải cần thời gian để mà mình tập luyện. Thùy không, trong cái phần thi ngày hôm nay, người mà làm chị hài lòng nhất đó là Đồng Ánh Quỳnh. Thú thật mà nói thì chị rất là thích phần đi catwalk của em làm cực kỳ tốt. Về Thiên Nga, chị thấy em hơi lúng túng trong cái việc di chuyển cũng như posing, và em hơi căng thẳng. Em Trúc Anh thì nó có một cái màu sắc rất là dễ thương, rất là năng động, rất là vui. Thánh Linh thì chị hơi bất ngờ. Chị biết em là một người rất là yếu tâm lý. Khi em lo lắng, khi em suy nghĩ, nó hiện rõ lên gương mặt. Em làm gì em cũng không giấu được. Chị biết cho nên là người trong cái đội ngày hôm nay chị lo nhất là em. Nếu chúng ta vẫn còn cơ hội ở bên nhau thì chị sẽ cố gắng dành ra hết những cái công sức cũng như là cái kinh nghiệm của chị để mà tập luyện cho các em. Tất nhiên chúng ta sẽ mong rằng là chúng ta sẽ không bị thất bại. Chúng ta sẽ mong rằng là sẽ có cái cơ hội để chúng ta có thể tiếp tục. Nhưng lỡ như không may thì chúng ta vẫn phải ngẩng cao đầu, mạnh mẽ và đi về phía trước. Thiếu Lan hơi nhạt thì thấy Thùy Vì sẽ đưa Thiếu Lan hoặc là Phương Chi vào phòng loại. Thiếu một người nào đó vào phòng loại không phải vì tụi em làm không tốt, mà vì chị muốn các em phải làm tốt hơn nữa. Hôm nay chị muốn nhìn thấy ở một bạn chứng minh được cho huấn luyện viên Lan Khuê thấy được em có tiềm năng và em xứng đáng ở lại và đi xa hơn. Người mà chị đưa ra quyết định sẽ là Thiên Nga. Em tôn trọng ý kiến của chị. Chị rất là mong em sẽ quay trở lại. Chị rất là xin lỗi khi mà chị phải đưa ra cái quyết định này. Khuê là một người công tâm thì Minh Tú tin chắc rằng Lan Khuê sẽ chọn Thiên Nga. Nhạt nhòa nhưng mà đầy đủ, còn hơn cá tính mà rời rạc. Đấy, thấy chưa Thùy? Thay vì cái thời gian sân si thì tập trung cái thời gian đó để training cho thí sinh của mình được vững vàng hơn.